Việc tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với môi trường làm việc trong khu vực và quốc tế đã được Hải quân Nhân dân Việt Nam thực hiện tích cực nhiều năm qua. Với hàng chục hải trình tham gia đối ngoại quốc phòng và các sự kiện lớn của Hải quân trong khu vực và trên thế giới. Qua đây, rèn luyện lớp cán bộ thủy thủ dày dặn kinh nghiệm đi biển, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân các nước. Ngày 5 tháng 11, Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 14 sẽ được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến với sự chủ trì của Việt Nam. Hội nghị có chủ đề Hợp tác Hải quân vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Xác định công tác đối ngoại trên biển là nội dung quan trọng của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020. Quân chủng Hải quân đã có công tác chuẩn bị chu đáo từ nhiều năm trước. 4 tàu hộ vệ tên lửa thuộc lớp tàu hiện đại nhất của quân chủng Hải quân và tàu buồm Lê Quý Đôn thuộc Học viện Hải quân. Ngoài huấn luyện, còn có một nhiệm vụ quan trọng khác, đó là thực hiện đối ngoại quốc phòng. Nhiều chuyến thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển xa, dài ngày, đưa thêm máy bay kèm tàu, tham gia diễn tập đa phương trong các tình huống cứu hộ cứu nạn, đối phó với thảm họa thiên tai, chống cướp biển, giao lưu với học viện nhà trường trong khu vực, đã được thực hiện những năm qua. Cán bộ thủy thủ đã tích cực học tập, nâng cao khả năng ngoại ngữ, tập trung nghiên cứu tài liệu, vũ khí trang bị, nâng cao khả năng phối hợp trong diễn tập, giao lưu, trao đổi đoàn. Ngay từ đầu thì Đảng ủy Chỉ huy tàu xác định tập trung huấn luyện cho bộ đội khả năng độc lập khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, sức dẻo dai chịu đựng sóng gió, và một phần rất là quan trọng trong nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng đó là khả năng giao tiếp bằng tiếng Nga. Với chủ trương thúc đẩy và mở rộng quan hệ, xây dựng sự tin cậy lẫn nhau, Hải quân Việt Nam đã chủ động đề xuất tăng cường trao đổi, giao lưu, nhất là nâng cao chất lượng tổ chức tuần tra chung trên biển. Đến nay, Hải quân Việt Nam đã ký thỏa thuận tuần tra chung với Hải quân Thái Lan, Campuchia, tuần tra liên hợp với Hải quân Trung Quốc. Các hoạt động đều hướng đến mục tiêu chung là góp phần duy trì an ninh trật tự, phối hợp cứu hộ, cứu nạn hiệu quả. Thông qua cái hoạt động tuần tra chung, hoạt động đối ngoại quốc phòng, thì tăng cường cái khả năng hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, và cũng thông qua đó chúng ta có được những cái dự báo chiến lược về tình hình ở trong vùng biển, tình hình của các nước để có những cái biện pháp giải quyết hài hòa, tránh xảy ra những cái vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến cái an ninh quốc gia trên vùng biển đảo do vùng 5 quản lý. Xuyên suốt các kỳ ANCM, Hải quân Việt Nam đã đề xuất nhiều sáng kiến được các thành viên ghi nhận, trong đó có thiết lập đường dây nóng, tàu thuyền máy bay gặp nhau trên không, trên biển phát tín hiệu chào nhau và giao lưu sĩ quan trẻ. Từ tham gia với tư cách quan sát viên, đến nay, Hải quân Việt Nam luôn đóng vai trò chủ động, tích cực đưa ra các đề xuất và đều được đánh giá cao. Cần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa hải quân các nước trong khu vực thông qua các cái cơ chế và hoạt động hợp tác song phương và đa phương hiện có, tiếp tục củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cơ chế hợp tác an ninh hàng hải khu vực để cùng thúc đẩy xây dựng và tuân thủ các cái quy tắc chuẩn mực ứng xử chung trên biển. Hải quân các nước ASEAN đã tích cực xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển. Tích cực chủ động đóng góp vào các nỗ lực này đã củng cố lòng tin, góp phần nâng cao vị thế của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong cộng đồng hải quân quốc tế.